Audio Jungle. Audio Jungle. Dụng nha, màu đen nha. Đây, keo trắng phốt này. Nhìn chưa, hai cái keo nham nhở, cái cả tháng cái thì toàn. Có keo tẩy cây keo trắng này anh em nhìn này. Đây đây đây, mấy cái. Đấy, một cái que tăm để bôi hóa chất, anh em bôi từ trên dưới. Bôi khoảng 1-2 lần, anh cho đi cây nhỏ như đẹp. Đã bôi 1-2 lần cho nó bôi vừa keo hóa chất thôi, nó nhũn ra là bắt đầu sử dụng cái tăm khô này, anh em quét từ trên dưới cho nó vét hết cái keo đi. Đấy, quét từ trên dưới. Đấy, vét hết cái keo nhũn ra, nếu nó khô mình ta thêm tí. Em nhẹ tay cứ từ trên xuống dưới nha. Mình tiết kiệm bông tăm nhé. Anh em lướt nhẹ tay thôi, có đừng lấy tay ấn mạnh xuống alu, nó sẽ bị bay sơn. Có bay được không? Không bay được nhé. À không, di mạnh vẫn bay, nhẹ nhàng, tình cảm. Anh em mà dùng rẻ mà cứ di đi di lại thì chắc là cái sức nóng của 52 nó đã làm bay. Bôi cana lên thôi. Nhìn chắc không hết rồi, bôi cana lên thôi. Đấy, chúng ta quét cana đi. Một tí này cho lốt tí này là vẫn là sạch keo. Mình sẽ áo chú giả bẩn. Kéo này nếu quá giả sạch đây. Anh em nhìn thấy cái trắng bốc dạng như thế. Đang cái chỗ này được. Coi chỗ này thôi. Chỉ đấy bên thôi.
sao chơi. Này bóc được mặt là đồ gướng này có cái gì đơn giản quá, nó dày tỏ bố hơn được em. Hết ngày gướng mỗi đốt, mỗi đốt thì lốc bao nhiêu lần con đọc mẹ phải lôi dây điện thoại thiết ra nghịch hết phi hết ngay trên nào lưu gương thì sạch như dễ như gì, làm chuyện nào lưu thường mới sợ như nào lưu gương đây thì đơn giản quá. Cuốn kia bắt đầu lao nhau đi ra ngoài. Hết đấy. Ừ. Tí thôi nhá. Thế là đấy, tí này tẩy nó hết nơi rồi thôi mình. Hết ngay cái gì đâu mình. Bồi lên biết trên lâm ni hạ trên cái alu gương này thì đơn giản chưa hết vẫn còn tải tiếp vẫn còn đúng không tải tiếp mạng 52 nhóc bôi từ từ ngâm từ ngâm nó sạch đi. Cục luôn thơm thật dày lắm thì sẽ sự giả bắn hết hoặc sạch trên gương này tẩy hiểu là